Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, một bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây này, em về được hai mẫu vang DMX DK DMX DK 4000 này, và bên cạnh đây là DMX DK 6000. Thì hai dòng này nó chỉ hơn nhau là có 4 cổng ra và 6 cổng ra, được chưa ạ? Đây là một sản phẩm vang số chính hãng của công ty DMX, thấy chưa? Có tem DMX luôn này. Dòng này là dòng cao cấp, rất đắt tiền. Đấy. Nhưng dùng lâu năm rồi, xuống giá và bây giờ là rất hợp lý trong tầm tiền. Đấy, rất hợp lý trong tầm tiền. Các bác chơi gia đình được, mà các bác mà ví dụ muốn mang con này đi làm mà sự kiện tiệc cưới cũng được. Chức năng xử lý của nó rất mạnh luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Chống linh kiện chán đời không? Ruột con này thì nó không nặng bằng X đâu. Máy của nó cũng không khủng bằng X đâu, nó có một nguồn thôi. Đấy, con này là DK 4000 có một nguồn thôi. Các bác nhìn đây. Vỉ có gì đâu. Thấy chưa? Trông chán phải không? Đấy. Đây nhá. Đấy, nội thất đây, em sẽ giới thiệu cho các bác cả mặt sau nữa. Con này thì có cổng input là cáp quang, cáp đồng trục và các hệ thống cửa AV đầu vào như là cửa RCA này, BGM AUX và cửa rack này để thu âm. Đấy, cửa rack này các bác cắm vào để thu âm hoặc live stream. Có cửa ra như là sub này, canter này, mid là R này. Cửa mic cắm cửa sau này, cửa mic cắm cửa trước này. Đấy. Đây con này là DMX DK 4000 nhá. Đây là máy của con DK 4000. Mà cạnh đây thì là DMX DK 6000 vào cái dòng vàng số này, cao cấp hơn một chút. Đấy, con này có sử dụng con chip rất là to đậu đây. Con kia thì chip nó bé hơn. Đấy. Các bác xem đây. Nội thất đây. Đấy, nó có một nguồn. Đấy, nó cũng chỉ có một nguồn thôi. Rất là to, được chưa? Đấy. Chip đây thì tí nữa em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Máy trông nó cũng bình thường thôi. DK 6000. Nó có 6 cổng ra. Con kia là có 4 cổng ra, con này thì 6 cổng ra. Đấy. Đời 2014 nhá. Tất cả đây đều là đời 2014 này. Đấy. Ở có Sonal NR, SNSR, Sub, Canter, Mid NR. Đấy. Có cửa AUX như là cáp quang, cáp đồng trục. Có rack out để cắm thu âm, DVD, VOD và BMG. 3 cổng vào. Có hai cổng mic hỗ trợ cắm đằng sau. Quạt gió. Có đặng quạt gió. Đấy. Thì máy con này nó sẽ trông nó hoành tráng hơn. Em sẽ quay cho các bác xem cái phần chip xử lý trung tâm này. Đó. DSP. Đấy. Nhìn trông chán rồi không? Đây. Bên bo chính thì nó lại sử dụng đời con này là đời 2012 2012 này. Đấy. Nói chung là những con máy này nó không phải là đời cao lắm, đời nó tầm trung. Tức là máy này sản xuất vào 2014 nhưng mà linh kiện sản xuất thì còn trước cả 2014 cơ. Bây giờ thì có nhiều cái dòng vang nó còn cao cấp hơn các loại này rất nhiều. Nhưng bên em thì lựa chọn những cái dòng vang số, thứ nhất là thương hiệu, thứ hai là cái chất lượng của nó đã được khẳng định, để giới thiệu cũng như review các bác. Các bác có nhu cầu sử dụng so với cái chức năng của nó thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Con này cũng gọi là tương đối nhá, không phải là đến nỗi là chán đời lắm đâu. Dán là tập trung mà chức năng xử lý của nó thì rất là cao cấp. DK 6000. Đấy. Con này nó chức năng của nó hoạt động như một con cốt. Con này mà xử lý tiếng mic của nó thì phải gọi là kinh hồn bạt vía luôn các bạn ạ. Nó hơn cái dòng X rất nhiều, xử lý tiếng mic của nó hay hơn rất nhiều. Con này đã hay rồi, con này nó còn hay hơn nữa rất nhiều. Đấy. Các bác nhá, các bác nào quan tâm đến mẫu vang nào thì hẹn trực tiếp với em. Những dòng này thì giá cũng khá tốt thôi. Đấy, không có đắt lắm đâu. DK 4000 và DK 6000. Các bác thích mẫu nào gọi cho em nhé.
Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.